Luận Đại Trí Độ, quyển 91, phẩm thứ 81, cụ túc đầy đủ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo. Mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí dẫn đến 18 bất cộng pháp, mà chẳng được đầy đủ Bồ Tát đạo thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Như vậy phải như thế nào mới đầy đủ Bồ Tát đạo để có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng các lực phương tiện hành bố thí mà chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, chẳng thấy có tài vật thí, nhưng lại cũng chẳng xa rời các pháp ấy. Như vậy là thấy rõ Bồ Tát đạo. Này Tu Bồ Đề, do dùng phương tiện lực như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ Bồ Tát đạo, dẫn đến có thể được vô thượng Bồ Đề. Hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng các lực phương tiện nên chẳng hoại sắc mà cũng chẳng tùy sắc. Vì sao? Vì sắc là tánh không nên chẳng hoại, chẳng tùy, dẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp chẳng có tự tánh để hoại, để tùy, thì Bồ Tát thường tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Và y cứ chỗ nào để học Bát Nhã Ba La Mật? Nếu Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì vì sao lại chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, như chỗ ông nói, nếu Bồ Tát chẳng học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Phải chẳng rời các lực phương tiện mới có thể được vô thượng Bồ Đề vậy. Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát thấy có một pháp khả đắc thì mới nên thủ. Nếu chẳng thấy có pháp khả đắc thì có chỗ nào đâu để mà thủ? Bất khả đắc chẳng thể đắc, vô sở thủ chẳng thể thủ, là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Năm Ba La Mật kia, năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là tướng bất khả đắc, vô sở thủ. Này Xá Lợi Phất, bất khả thủ chẳng thể thủ là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát phải như vậy mà học. Ở nơi chỗ học, ở nơi tướng học còn bất khả đắc, chẳng thể đắc, huống nữa là ở nơi Bát Nhã Ba La Mật và ở nơi các pháp. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, ở nơi hết thảy pháp chẳng có pháp nào có tánh cả. Nếu các pháp đều là vô tánh, chẳng có tánh, thì làm sao có phàm phu, có pháp thanh văn, có pháp bích chi Phật, có pháp Bồ Tát, có pháp Phật được? Nếu chẳng có các hiền thánh thì làm sao phân biệt có pháp phàm phu, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là vô tánh, chẳng có tánh, là chẳng thật có, là chẳng có căn bản, thì làm sao biết là phàm phu dẫn đến là Phật? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, phàm phu chấp sắc vân vân là có tánh. Chỗ chấp thủ của phàm phu có thật chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thật vậy, chỉ do tâm chấp điên đảo vậy thôi. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng lực phương tiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy các pháp đều là vô tánh, chẳng có tánh, vô căn bản, chẳng có căn bản, mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thấy các pháp vô tánh, vô căn bản mà Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy các pháp căn bản, nếu trú trong đó sẽ thối chuyển, sẽ sanh tâm giải đãi. Này Xá Lợi Phất, vì từ căn bản các pháp thật sự là vô ngã, chẳng có ngã, là vô sở hữu tánh, chẳng có tánh sở hữu, là thường không. Chỉ do ngu si điên đảo mà chúng sanh chấp có ấm, giới, nhập, vậy thôi. Bồ Tát thấy rõ các pháp chẳng có tánh sở hữu là thường không, nên vào được nơi tự tánh không. Bồ Tát tự ví mình như nhà quyển thuật vì chúng sanh thuyết pháp,
Bồ Tát gặp người sang tham thì dạy họ tu bố thí, gặp người phá giới thì dạy họ tu trì giới, gặp người sanh thì dạy họ tu nhẫn nhục, gặp người giải đãi thì dạy họ tu tinh tấn, gặp người loạn động thì dạy họ tu thiền định, gặp người ngu si thì dạy họ tu trí huệ. Bồ Tát khiến họ an trú trong các pháp ấy, rồi sau đó mới vì họ thuyết các thánh pháp, dẫn dắt họ thoát khỏi các khổ, dạy họ tu các quả thanh văn, tu đạo bích chi Phật, dẫn đến tu vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát biết rõ chúng sanh là vô sở hữu mà vẫn dạy họ tu sáu pháp ba la mật, rồi lại vì họ thuyết các thánh pháp nhằm dẫn dắt họ thoát khổ, dạy họ tu các pháp đó để được quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sở đắc. Vì sao? Vì khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng đắc bất đắc chúng sanh. Bồ Tát chỉ tương tục thấy pháp không mà gọi đó là chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát trú trong hai đế, vì chúng sanh thuyết pháp, đó là Thế Tục Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Này Xá Lợi Phất, ở trong hai đế, mặc dù chúng sanh bất khả đắc mà Bồ Tát vẫn dùng các lực phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp. Chúng sanh do nghe pháp mà đời nay được tâm chấp ngã bất khả đắc. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật, dùng các phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng tâm quảng đại, chẳng thấy có pháp bất khả đắc, hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, hoặc biệt tướng, mà tự đại trang nghiêm. Do tự đại trang nghiêm như vậy, nên chẳng sanh cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bồ Tát chẳng thấy có pháp hữu di, dì hay vô di, nên ở trong ba cõi độ thoát chúng sanh mà vẫn bất đắc chúng sanh. Vì sao? Vì biết chúng sanh chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng trói, vô phược, chẳng mở, vô giải, nên chẳng phân biệt có năm đạo chúng sanh. Vì chẳng phân biệt có năm loài chúng sanh, nên chẳng thấy có nghiệp, chẳng thấy có phiền não, chẳng thấy có quả báo. Vì chẳng có quả báo, nên chẳng sanh trong ba cõi. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy, này Xá Lợi Phất. Như chỗ ông nói, nếu chúng sanh trước có, sau không, thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có lỗi lầm. Đối với các pháp cũng là như vậy. Này Xá Lợi Phất, dù có Phật hay dù chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn thường trú, chẳng thay đổi. Trong pháp tướng thì ngã, chúng sanh thọ giả, dẫn đến tri giả, kiến giả còn chẳng có. Huống nữa là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chẳng có các pháp ấy, thì làm sao thấy chúng sanh qua lại trong năm đường sanh tử để độ thoát họ? Này Xá Lợi Phất, pháp tánh là thường không. Bồ Tát theo chư Phật quá khứ nghe thuyết về pháp tướng mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong pháp tánh chẳng có ngã, chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh. Nhưng mỗi khi chúng sanh đã có tâm chấp thì rất khó giải thoát các chấp. Do tâm chấp điên đảo nên chúng sanh mới thấy có các pháp vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát phát đại trang nghiêm thường chẳng thối tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng nghi rằng mình sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, tin chắc mình sẽ được vô thượng Bồ Đề, và khi đã được vô thượng Bồ Đề rồi sẽ dùng thật pháp làm lợi ích chúng sanh, khiến họ thoát khỏi điên đảo. Này Xá Lợi Phất, ví như nhà quyển thuật quyển hóa ra trăm ngàn vạn ức người và cho họ ăn uống đầy đủ, những người hóa này đều hoan hỷ nói rằng: Chúng ta được phước lớn, chúng ta được phước lớn. Ý ông nghĩ sao? Trong quyển cảnh đó có người được ăn uống đầy đủ chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có được vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến nay hành sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, dẫn đến 18 bất cộng pháp, nên được đầy đủ Bồ Tát đạo, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, mà chẳng có chúng sanh được độ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hành Bồ Tát đạo như thế nào mà có thể thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến nay hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, là thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát hành bố thí mà thành tựu chúng sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề,
có Bồ Tát hành bố thí, tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, nói với họ rằng: các ngươi chớ nên chấp bố thí. Nếu chấp bố thí thì sẽ phải thọ thân trong nhiều đời, phải thọ nhận nhiều sự khổ. Trong pháp tướng chẳng có chỗ thí, chẳng có người thí, chẳng có người thọ, vì cả ba pháp ấy đều là tánh không. Pháp tánh đã là không thì chẳng có thể chấp tướng, tướng chẳng thể chấp đó cũng là tánh không vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí ba la mật, Bồ Tát bố thí cho chúng sanh mà chẳng đắc người thí, chẳng đắc người thọ, chẳng đắc tài vật thí. Vì sao? Vì vô sở đắc bố thí mới là bố thí ba la mật. Vì Bồ Tát chẳng đắc ba pháp ấy, nên thường dạy chúng sanh.